Người tên Thánh Phêrô Phaolô, ông đồ là đại tiên muôn năm vững kiên. Toàn hội thánh ngân hoan tham ca tưng bừng, lời tung hô ngân vang chín tầng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, mừng khai thánh công cầu anh dũng, anh dũng, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cùng các thánh cảm tạ Chúa muôn chúng. Xin phù dung, xin phù dung chúng con mến yêu thật nhiều. Đức tin hằng nồng, tình hồng sôi nóng. Xin phù dung chúng con sống luôn kiên cường, tin chung khiêm nhường, phục vụ tình thương. Người khen thánh Phêrô Phaolô, công đồ là đại tiên muôn năm vững kiên. Hoàn hồi thánh ngân hoan tham ca tưng bừng, lời tung hô ngân vang chín tầng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, mừng khai thánh công cầu anh dũng, anh dũng, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cùng các thánh cảm tạ cho muôn chúng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Hôm nay hội thánh long trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ đã được chính Đức Kitô cắt đặt để xây dựng tòa nhà của giáo hội bằng chính máu của mình. Xin dâng lên các ngài tâm tình yêu mến và tri ân cảm tạ. Và tâm tình này chắc chắn sẽ đặc biệt hơn, nồng thắm hơn nơi tất cả những ai đã chọn hai thánh Phêrô Phaolô làm bổn mạng. Trong đó có chúng tôi, có hội đồng giáo xứ Tân Cựu, có giới trẻ của giáo họ Vinh Sơn Liêm, có những người gốc Du Mi, Văn Phái và Đức Ninh muốn nhớ đến kẻ sống người chết trong Nam cũng như ngoài Bắc. Chúng ta cầu xin hai ngài ban cho chúng ta có tâm hồn nhiệt tình và yêu mến Chúa, bởi vì chỉ có sự nhiệt tình mới làm cho sứ mệnh tông đồ của chúng ta được tiến triển và lời Chúa được mau đến với mọi tâm hồn. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng. Cầu xin ơn bình an cầu cho các linh hồn Thomas, Phêrô, Vicente, Teresa, Giuse, lễ dỗ 1 năm linh hồn Francisco Xavier, dỗ 10 năm linh hồn Joan Bautista, và tạ ơn Chúa kỷ niệm 3 năm hôn phối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phán tôi nhiều trong tư tưởng, lời xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa trên các tầng trời. Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kinh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho hội thánh cũng luôn trung thành tuân giữ các lời ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Herode làm khổ mấy người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê, anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do Thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy giờ là ngày lễ bánh không men, bắt được người vua cho tống ngục, giao cho 4 đội binh, mỗi đội 4 người canh giữ, có ý đợi sau lễ vượt qua sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Herode sắp điệu người ra, thì đêm ấy Phêrô phải mang xiềng xích nằm ngủ giữa 2 tên lính và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu rãi vào ngục. Thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: "Hãy trỗi dậy mau!" Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: "Hãy thắt lưng và mang giày vào." Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: "Hãy khoác áo vào mà theo ta." Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng. Người tưởng như trong giấc mộng.
Qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra, thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Hê-rô-đê và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái. Đó là lời Chúa. Chúa giải cứu tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Chúa giải cứu tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Tôi chung tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi liên li người khen Ngài. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, kẻ mòn hèn lắng nghe và hãy mừng vui. Chúa giải cứu tôi khỏi mọi tội kinh hoàng. Hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta tán tụng danh Ngài. Tôi kêu cầu Chúa, Ngài thương đáp lại và giải cứu tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Chúa giải cứu. Hãy nhìn lên Chúa để đường vui mừng rạng rỡ và không phải bé mặn hồ người. Kia người nghèo khổ kêu van và Chúa đã nhậm lời, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi gian truân. Chúa giải cứu tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Thiên thần Chúa đóng trại chung quanh những người kính sợ Chúa và giải thoát họ. Hãy nếm thử mà xem, Chúa thiên hào dường bao phúc thầy. Người tin cậy vào Chúa. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêu. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha việc giảng đạo nên trọn. Và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy, và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử.
nguyện cho người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời: Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Phụng vụ Giáo hội Công giáo chúng ta mừng kính hai vị thánh Phêrô và Phaolô chung trong một ngày, ngày 29 tháng 6 hôm nay. Các ngài được sánh ví như là hai yếu tố căn bản đã làm nên tòa nhà của giáo hội. Phêrô là nền đá, Phaolô là trụ đồng. Nhờ nền đá mà móng nhà được chắc chắn, nhờ trụ đồng mà tòa nhà được vững vàng. Hơn 2.000 năm trôi qua, biết bao nhiêu sóng gió bão táp không thể làm chuyển lay được căn nhà giáo hội. Suốt bề dày lịch sử, biết bao nhiêu phong ba dồn dập không thể tiêu hủy được công trình của Chúa đã xây dựng. Hai vị thánh xuất thân từ hai môi trường xã hội hoàn toàn khác nhau. Phêrô là một người dân chài, cương trực, đơn sơ, sớm hôm vui với nước lên nước xuống, quen với cá tôm đi về. Còn Phaolô là một học giả, kiến thức uyên thâm, đã có thời theo học những bậc thầy danh tiếng, nhiệt thành, hăng say tuân giữ truyền thống của cha ông. Ơn gọi của hai vị thánh cũng khởi đầu từ hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Phêrô được Chúa Giêsu gọi lúc đang vá lưới. Lời Chúa mời gọi có sức thuyết phục ông bỏ mọi sự, lập tức tức đi theo Chúa. Còn Phaolô thì đang hăng hái tìm bắt các Kitô hữu. Cú ngã ngựa và tiếng nói lạ đã làm thay đổi hẳn cuộc đời. Từ đó Phaolô trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Hãy theo Thầy. Tiếng gọi đơn sơ mà có sức mạnh thuyết phục lạ lùng khiến cho chàng trai dân chài suốt đời gắn bó với sông nước giờ đây đã dứt khoát bỏ nghề để đi theo Chúa. Tại sao ngươi bắt bớ ta? Lời chất vấn mạnh mẽ làm mềm lòng một binh sĩ đang hầm hầm say máu, giúp cho Phaolô quyết tâm gác kiếm để hoàn lương.
Cả hai con người đều được Chúa kêu gọi, mỗi người một cách khác nhau. Cả hai đều giã từ quá khứ, khởi đầu một cuộc lên đường mới, mặc dù chưa biết rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng mà với một niềm xác tín và họ đã thành công. Nếu Đức Giêsu chỉ gọi Phêrô thôi, thì giáo hội của Chúa sẽ chỉ bao gồm những người dân chài, những nông dân ít học hoặc những người sống bên lề xã hội. Còn nếu Đức Giêsu chỉ gọi Phao-lô thôi, thì cộng đoàn đức tin sẽ chỉ còn những người trí thức, giỏi giang, uyên bác với những triết lý cao vời. Nhưng mà thánh ý của Chúa thật kỳ diệu, Ngài gọi Phêrô và Ngài gọi cả Phao-lô để làm nên tính đa dạng của dân Chúa. Giáo hội của Chúa bao gồm những ông cụ, bà cụ suốt đời vất vả, có thể chẳng một lần được học giáo lý, vậy mà vẫn vững vàng tuyên xưng: tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Rồi giáo hội của Chúa cũng gồm những nhà khoa học, những phi hành gia, những kỹ sư, những bác sĩ và những người có bằng cấp học vị cao, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn và tiếp tục kiếm tìm chân lý. Họ ngỡ ngàng trước uy quyền của Thiên Chúa và đã phải thốt lên: lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Phêrô đã cảm nhận Thiên Chúa bằng trái tim, còn Phao-lô cảm nhận Thiên Chúa bằng khối óc. Trái tim của Phêrô luôn rộng mở, tuy có lúc chao đảo yếu đuối, nhưng mà thành tâm sám hối. Còn Phao-lô đầy nhiệt thành, với kiến thức thâm sâu, đã có thời đi lạc đường, nhưng mà nhanh chóng đã phục thiện. Qua cuộc đời của hai vị thánh, không ai trong chúng ta còn mặc cảm cho rằng mình không thể sống đức tin, không thể làm việc tông đồ. Chúng tôi cũng như những các ông trong hội đồng giáo xứ, cũng như anh chị em trong ca đoàn Vinh Sơn Liêm và mọi người trong các công tác khác nhau. Bởi lẽ ai cũng có thể đóng góp cái phần mình để xây dựng giáo hội. Những người nông dân sớm hôm lặn lội ngoài đồng, những người trí thức, thi sĩ, nghệ sĩ say sưa với nghệ thuật, tất cả mọi người đều được mời gọi thánh hóa bản thân, lắng nghe và thực thi lời Chúa. Là lời đem lại cho chúng ta niềm vui, đem lại sự bình an, đem lại niềm hạnh phúc. Thánh Phêrô và Thánh Phao-lô cũng vậy, và tất cả chúng ta cũng vậy. Xin Thánh Phêrô và Thánh Phao-lô cầu bầu cho mỗi người chúng ta. Tôi tin kính. Thank you.
anh chị em thân mến, Đức Kitô đã đặt Thánh Phêrô làm đầu hội thánh và chọn Thánh Phaolô làm tông đồ các dân ngoại. Hiệp ý với toàn thể dân Chúa, chúng ta cùng vui mừng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hội thánh, cho các đức giám mục, các linh mục luôn kiên vững trong niềm tin của các tông đồ và hiệp nhất trong cùng một Chúa Thánh Linh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ được luôn yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và nhiệt tâm xây dựng giáo hội theo gương hai Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cha chính sư, cho hội đồng giáo sư, cho giới trẻ giáo họ Vinh Sơn Liêm và những người nhận hai Thánh Phêrô Phaolô làm bôn mạng được luôn yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và nhiệt tâm xây dựng giáo hội và giáo sư theo gương hai Thánh tông đồ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa, Chúa đã xây dựng hội thánh trên nền tảng các tông đồ. Vì lời chuyến cầu của hai Thánh Phêrô và Phaolô, xin cho chúng con được trung thành với đức tin của hội thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tôn vinh danh Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận hai thánh tông đồ khấn cầu và ban cho chúng con được sốt sắng cử hành lễ tế tạ ơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kinh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập hội thánh tiên khởi cho người Israel, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đang được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhân cùng một triều thiên vinh quang. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đứng Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể từng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện tên Cha ra sáng, nước Cha chi đến, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, xin Chúa đấng xóa tội trần gian.
Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn. Chứng nhận được trời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã dùng bi tích thánh thể bồi dưỡng chúng con, xin dạy chúng con sống trong giáo hội như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ và siêng năng tham dự lễ bè bánh, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Đến muôn ngàn đời, đến muôn ngàn đời.